lên thăm cô Huệ nè, cô chú anh chị, chú đang lau mộ cho cô Huệ nè. Đây, chú Thanh Điền nha, cô chú anh chị ha. Thì chú và cô đang lau mộ nè, cả nhà. Thì chú Thanh Điền thì cứ em cũng gặp chú Thanh Điền mấy lần rồi cô chú anh chị. Cái, khoảng chừng tầng hơn là thấy chú Thanh Điền lên viếng cô Huệ à. Ở ngoài kia thì đang có chương trình ca hát ngoài kia ha cô chú, chương trình văn nghệ. Nhưng mà mình ở đây mình coi chú Thanh Điền đi, tại vì mình ra ngoài mình trang cũng không có lọt đâu, bà con quá đông rồi. Bà con hôm nay đến là theo như chú Sáu nhận xét thì đông hơn bữa 100 ngày nữa, đúng không? Bữa 100 ngày có tiêu không? Đó. Đông hơn đúng không? Trời ơi cũng khiếp quá cô chú anh chị ơi. Lần đầu tiên mà em thấy là bà con cô bác mà đến dự lễ mà đông kinh khủng luôn á. Hồi nãy mà chị Phương Lê với Hồng Loan mà anh Nguyên Vũ rồi mà em chen chân em không lọt vô luôn. Em đứng ở ngoài quay cái lưng không à. Đây chú Thanh Điền. Chú Thanh Điền là cũng 80 mấy tuổi rồi. Mà nhìn chú à, phong độ ha. Chú rất là trẻ và phong độ cô chú anh chị. Thôi bởi hình như là chú 80, 82 tuổi gì đó. Mà chú rất trẻ rồi, phong độ luôn. Dạ, đúng rồi. Nghệ sĩ Tài Văn Nguyên tôi muốn trở về sân khấu à. Trở về gì à. Và quý bà con ơi, chú đang lau mộ cho cô Huệ ha cô chú chị ha. Chú Thanh Điền đang lau mộ cho cô Huệ. Được phép của Hoa Vi tổ chức một chương trình văn nghệ để hát cho anh Vũ Lân. Anh Vũ Lân đang nói chuyện ở ngoài kia, đang có chương trình văn nghệ ở ngoài kia cô chú chị ơi. Ổn định chỗ ngồi cho các vị trí cho tốt, bởi vì tôi luôn thấy là phía sau có những cái cô quá đông lớn tuổi, quá đông, bây giờ mình đi ra ngoài thì cũng không có xem được luôn á cô chú anh chị. Mệt lắm cho nên là ổn định là cái thứ mà chúng ta giãn ra một cái tiếng, bởi vì anh em nghệ sĩ của chúng con sẽ ở đây cho tới chiều. Ở phía sau cái phần văn nghệ thì chúng con sẽ có một chương trình phát quà cho bà con nghèo ở tỉnh Bình Dương, cho nên là quý phật tử cũng như là quý vị khán giả hãy ổn định chỗ ngồi để chúng con. Sau chương trình văn nghệ thì sẽ có chương trình phát quà cho bà con nghèo. Anh Vũ Luân dẫn chương trình dễ thương quá cô chú anh chị ơi. Dễ thương thì cho con một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Quá dễ thương. Vỗ tay xong rồi ổn định chỗ ngồi nha bà con ơi. Chú Thanh Điền đánh rất là nhiều tim luôn anh. Trời ơi. Ủa gì vậy? Dạ chú ơi con chào chú. Dạ chào chú. Chú chào con. Em nói giùm chú đó. Nguyên Vũ. Em với Nguyên Vũ đốt hương rồi, đốt xong hết rồi. Bữa nay là con ở đây tới chiều luôn. Cho nên là bà con ơi, ổn định để tụi con có thể lên màn trình diễn à. Bây giờ Vũ Luân hát đầu được không bà con? Anh Vũ Luân hát trước. Vũ Luân hát đầu hay là idol của em cả nhà ơi. Em hát đầu đi. Anh Vũ Luân rất là trẻ ha, rất là trẻ và đẹp trai của chú anh chị. Hồi trước thì cũng có chụp hình chung với anh Vũ Luân một lần. Anh rất là trẻ, vui vẻ nữa, chú anh chị. Dạ, cảm ơn các bạn đó. Cảm ơn các bạn đó. Hiện diện tại sân khấu hôm nay là một vòng lo đứa con gái độc nhất của ba nuôi của Vũ Luân, đó là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chắc có lẽ là quý vị đã quen với cái hình hài này rồi đúng không ạ? À? Một đứa em gái trong cái thời gian mà luôn đến nhà thì lúc đó còn lo có chút xíu thôi. Cái ba dắt luôn vào nhà, ba giới thiệu Loan chào anh hai của con, anh hai của con đó. Thế chị đứng chị trời ơi, anh Vũ Luân anh nói mà nghe xúc động quá. Đang quay chú Thanh Điền mà em nghe anh Vũ Luân anh nói nghe xúc động quá cô chú ơi. Bên kia thì có chị nghệ sĩ Phương Hồng rồi cô chú anh chị Phương Hồng. Rồi sau này đến lên thì nó cũng được cô bác Phương
là nhiều. Rồi em gái Hồng Loan cũng lập gia đình. Thì sau cái đám tang của ba thì lúc mới chị Phương Hồng hát cũng rất là ngọt ngào ha cô chú anh chị ha. Thì cái đức tính mọt mà chân thật của em gái Hồng Loan, cô đang lau mộ cho cô Thanh Kim Huệ ha cô chú anh chị. Nếu quý vị thấy những youtuber rồi những cái fanpage đã từng chia sẻ Hồng Loan đã từng ăn mì gói, điều đó là có thật. Và Hồng Loan Hồng Loan chưa bao giờ làm phiền tới anh hai và chị ba. Mặc dù Loan sẽ nói là anh hai ơi em khổ quá mà giúp đỡ em, thì lên tiếng một cái là anh hai không bao giờ từ chối, cũng như là em ba là Bình Tinh cũng sẽ không từ chối cái điều đó. Bởi vì mình quay chú Thanh Điền mà mình nghe anh Vũ Luân anh chia sẻ của chú anh chị ha, rất là nhiều nơi thì nghe xúc động quá. Không biết sao nhưng mà đối với Hồng Loan thì em rất là khép kín và rất là kiểu như không muốn làm phiền ai và cam chịu ở nhà nuôi năm đứa con và ăn mì gói. Chắc có lẽ là cái giai thoại này thì quý vị đã hiểu và chính vì hiểu và quý vị đã thương với con gái yêu quý nhất của Hà Ni và luôn là người anh hai và có trách nhiệm bảo vệ em gái của mình. Hôm nay thì có khá nhiều khán giả đến cả nhà ơi. Dạ, người lớn trẻ em thì rất là đông luôn. Rồi, bé xin chụp hình với ông. Cưng ông. Các ghế tình thương như thế này thì em ba ơi, em có đôi lời cảm ơn đi. Thấy thương không? Cảm ơn bà con đã thương gia đình mình. Đó là chị Bình Tinh đó cô chú anh chị. Mấy cô chú xin chụp hình với chú Thanh Điền á cả nhà. Chú Thanh Điền lớn tuổi hơn ba em nữa nhưng mà nhìn chú rất là trẻ ha. Để ra phải gọi bằng bác mới đúng luôn á. Phải gọi bằng bác thì lớn hơn ba nhưng mà không, gọi bằng chú đi cho trẻ trẻ ha cô chú anh chị ha. Ngoài kia thì đang diễn ra chương trình văn nghệ á cô chú anh chị. Thôi thì những việc trước mắt của